hai dân cháu nó mới đi gì, hai chú cháu nó mới đi săn về được một đống mầm bẹp rồi cả nhà. Lại đây cái danh, lại đây cái danh. Ừ, ngày nay thật là trúng mánh, được mấy con hả? Mấy con chỉ hai con mầm bẹp, hai con cún mèo, hai con chim. Ừ, rồi nó đi săn hồi sáng giờ luôn, lúc 7 giờ mấy gần 8 giờ giờ về được như thế đó. Cẩn cả con đầu đi. Ờ đi săn rất sáng mà vô mánh là cả nhà. Mẹ ơi, mệt. Đi được hai con, nó hai con cú mèo vậy? Hai con cú mèo. Hai con chim. Hai con chim. Con hai con mồng bẹp. Bữa nay vô mánh rồi đó. Ồ, hôm nay có mồi ăn đã luôn rồi. Rồi em hết thằng gái rồi. Nè đem cái nhà dính đưa cho nhà vợ mày đi. Cho ông mặn luôn. Ừ. Kêu ông nhổ lông. Kêu danh chạy ra đó đưa. À, đưa đắng đưa đi. Còn đây thế này cả nhà, hôm hôm là hai chú cháu đi săn gắn nha, một bao gắn luôn nè. Để chút xíu mặn gắn cho cả nhà coi nha. Một bao gắn luôn. Là hôm hôm đi săn lúc trời mưa á, mà tại mình không đi theo quay được, mình có em bé không có theo quay được. Mưa lớn ghê cả nhà. Ê. Nó đang mặn hai con cú mèo nha. Trời thì mưa nước ngập luôn rồi nè. Mưa lớn quá cả nhà ơi, hồn quá này ơi. Gắn hôm hôm đi xo đi săn mấy cả nhà. Giờ trụng lần mà làm nha. Đó, được mấy. Ê, nãy thấy bọc nhiều nữa sao, có mấy con vậy? Nhiều rồi mấy con gì trời. Con giàu rồi. Dạ xin nó mằng gắn nha cả nhà. Gắn bự ghê trời. Gắn bự ghê ha. Không nhìn trong cái điện thoại thấy nhỏ chứ, trong máy thấy nhỏ chứ nó rất là bự. Lấy dao mày cạo cạo. Giờ mằng xong rồi nha. Vừa chặt xong rồi nghe cả nhà. Giờ mình đi lột xả nha. Được một mới gì nè. Hai thằng nó đi săn nữa nha cả nhà. Giờ đi săn nữa đó. Hai nó đi săn nữa đó. Thử gắn lại. Lúc này là để bìm bẹp với gắn chung lục xả luôn nha cả nhà. Sao nó săn lên cả nhà. Ngàn khối lô mới được. Đây là một ngọt muối. Một nồi gắn luôn cả nhà. Giờ để nấm củ cải vô. Có ai về miền Tây thì cứ bình luận đi, dắt về miền Tây cho đi chơi một bữa nha. Bình luận đi rồi mình dẫn về chỗ này dắt đi chơi ngày hai ngày. Vậy đây nói chung là cũng có nhiều mồi nhậu lắm, như chuột nè, rắn nè, chim nè, cò nè. Mùa mưa thì đi bắt cá rô. Nói chung là về miền Tây là món dân đồng, dân giả nhưng mà nó ngon. Ngon không cả nhà, ngon không? Trời ơi, quá ngon mà.
này gắn lục xã nha cả nhà. Ông cả bên đường người ta hát hơi ồn chút. Gắn lục xã ngon cả nhà. Đó. Rất ngon. Anh em. Mới về. Đi xong mới về. Thất bại rồi. Không quay kìa. Dạ. Trời ơi, bự dữ vậy. Rồi rộng miếng nước. Cá bắt lên đó hả? Ăn trên bờ đó. Trên bờ lắm. Trời ơi nè, hai cái gô này cả nhà. Mất biết không? Không có chim mà có cái gô nha. Rồi lại ăn đi. Nó bụng lắm rồi. Gặm đi. Rồi chứ nhiều lít rượu. Rồi mọi người ăn gắn nha. Gắn. Gắn mẹ bút của con. Rồi bạn ăn nước nha. Nhà ông tổ độ mấy nay có mồi không? Nấu cái ta. Sẵn cho bạn luôn. Cảm ơn nha. Như đi chén cơm nè. Bò chén hả? Đây này cho anh chấm nè. Ăn đi. Nhậu cú gì quốc đi. Tao lụm lại. Thêm mấy nhân giấy gì? Ăn bữa cơm ăn đi qua. Bữa cơm ăn đi. Hòa à. Ăn cơm không? Ăn gì mà ăn được nữa. Thôi đi chiều mình hãy cũng được một dây vậy. Mới mua mấy chục ngàn dây cho hết nữa rồi. Mua nào? Thôi mà mua dây không mua là mấy chục ngàn. Thôi cộng hầm cộng. Thôi đi lấy hai cộng. Ai đang nghĩ vậy? Để chặt. Thanh nặng giá rồi. Dừng kênh. Cái này nè. Để tao cho. Nơi này đi cầm súng luôn nha. Gắn nha mọi người. Trời ơi, mọi người gắn nha. Vậy. Ừ, chứ từ từ. Chị tôi nội cũng giật. Đó là đẹp điện thoại nha. Bắn cái hàng tàu đi xuống dưới ngồi uống nước trà bắn cái dưới hàng tàu xuống.
cơm ra thế nào, hơn xả vậy ha. Bạn bạn ăn đùi bìm bìm, có lộn đùi của mèo. Của mèo nha bạn. Của mèo ăn chết đó. Ăn khùng á. Sớm mai nó của mèo ăn khùng đó. Không có gì hả? Ăn bún bánh hả? Quá ngon. Chừng được á. Của mèo có này giặt nó nhỏ này. Sao cái lộn tao? Bạn quay đổ hàng không đi vô. Củ cải ăn ngọt ghê cho nha. Để mẹ tao. Bạn quơ hay còi. Tao không có. Có nhiều cải. Đây sạc trả lại. Củ cải nghe cả nhà, củ cải. Quá ngon, quá ngon. Nhà xuống phụ quá. Nè bọn không bảo mày cái con nóng á. Đâu quên quên rồi nhỏ lé lẹ nhăn con nước rồi nhả nóng nhả nước luôn rồi vậy qua dây thịt khói luôn á chịu quay qua quay lại quay qua lại nuốt lẹ nước lẹ của cái nóng mà của cái nóng không cả nhà khoan từ từ nè quấn đùi à cho chưa nè bới cây đi, trả lại cơm đây. Ở đây bánh bới đi. Rồi con hết quần áo rồi đó nha, coi Vinh. Nó mày bớt xuống kẹ cái cây giò mày phiêu vô. Mày hết quần áo rồi đó. Rồi dở lên, trời con chim đi sao ăn được. Nó nát ngứa con chim không hả? Bắn bắn cái lỗ mình lấy ra, nát ngứa. Chứ chim có bà lớn như ông Dương thanh lóc luôn mà. Nãy con nãy bắn chim sẻ nhìn nhẹ nhẹ nữa. Bắn chim sẻ nhẹ 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 bắn nó không banh mình banh đất ra. Nhẹ sao trúng. Dương thanh lóc thì sợ bắn cái này không còn cái gì ăn. Bắn cái xiên luôn. Bắn cụ tỉnh à. Chính xác không? Này 5 mét. Ngoài đường mưa to à, giờ mình ăn cái nào lẩu này là nhức nách nhân nha. Ừ, tụi mình vừa mới gắt về cái hồi lẩu á. Bán 100 ngàn này. Trời ơi, 200 ngàn ăn lỉ không bé nữa, 200 ngàn ăn được nồi lẩu gì hả? Trời ơi, nồi lẩu gắn này nó 200 ngàn nó không gắn được. 100 ngàn thôi. Nồi bao nhiêu, nồi mấy con gắn đó không là ta chia ra được hai cái lẩu rồi đó. Mày uống rồi mà. Mấy con gắn đó không là ta bán được hai cái lẩu là 200 ngàn. Mày uống rồi hả? Mày ăn gian nữa trời. Quá đợt bắn con gắn rồi, bắn con gắn bự hơn có giò cái em xíu rồi đem bán còn 150 ngàn nè. Tôi tính nói là nhà hai con mấy gram quất cái đầu con này à. Đó. Đầu con đầu con gì? Một tấc. Thẳng chứ hả? Cái đầu này. Thử thẳng chứ hả? Nhất nhu câu nhì cái đầu. Bắn cái đầu nó chắc hơn vô không. Đầu quất qua. Cái thùng nó đắng chịu không nổi cái gà ra vô. Con nấu chín rồi ăn còn không được nữa. Gắn mà gắn gì đã còn được. Gắn mà chắc mà mổ bụng hết rồi đâu ngon. Nó chắc khúc khúc chỗ khúc. Người ta bỏ cái mặt thôi, chờ nó hết được cái bụng của con gắn. Nội nó cũng dao hoài vậy. Dạ. Được rồi, đừng có lấy nữa. Ăn đi trời. Ngán rồi. Trời ơi, ngán rồi. Đặt ông tên ngán rồi. Cầm một bánh phanh bánh tét. Con gắn nước phần bánh tét gắn nước nè à, này kêu phần bánh tét còn mà tét ra hết là hết ngọt trời trời dưới trời này là phần bánh tét nghe các bạn nóng dài gắn này hơi dai rồi đó quá ngon quá ngon. Nghiêm nghiêm nãy giờ mới quá ngon. Mình bên tét mình ngọt luôn rất dở. Dạ xịn nè. Xịn. Cái xịn nó có số cho nào ơi. Cái này giá này đó. Cái này để mình bắn chim mà. Đâu cần nhẫn gì đó. Đấy chưa? Gọi. Rồi quá trời. Rồi tao ăn gian mày. Đó là gian mà ăn gian chết luôn. Cái tao là nó bưng lông gót nó quất à. Mẹ thầy con gian mà nó xịn vậy. Hỏi thằng kêu mình tới tao là mày bạn đi nó kết thúc chương trình nha bạn.
biết luôn á. Bye bye. Bye bye cả nhà, bye bye mọi người.